cái bè này ha. Đây thì bắt đầu anh em nghỉ ngơi một xíu. Làm gì trọng anh sẽ đi qua bên đây để mình chuẩn bị săn bắt. Bên này thì ba anh em mình mà cuốn neo để đi qua hướng những cái bè này nha cả nhà. Đây được bao bè. Lên dầm nao anh hai à. Đây, cái hướng chỗ chậm thu phí chắc Cà Đao này là cũng là cái hướng mình đi lên sông Dầm Nao luôn. Đây mẹ quá chừng luôn. Dòng dòng khu này nuôi cá diêu hồng nha cả nhà, ta chuẩn bị cho ăn nè, lên nổi hồng hồng cái cưng ha. Bè bên đây nhỏ hơn cái bè bên kia, cá nhỏ hơn. Cá diêu hồng không à, ôi ôi đang đang luôn kìa, cái cưng thiệt chứ. Giờ Nhí sẽ ở lại giữ xuồng của Trọng nha cả nhà. Mình đi giữ vậy sợ ghe cào người ta cào á. Nhí sẽ ở lại. Còn bốn anh em mình sẽ đi về thăm lưới từ từ lên. Đây quýnh không hết lưới nổi nha cả nhà. Giác chiều này quanh bè thì có rất là nhiều người đi bổ lưới.
nên anh em mình lên đây mình kiếm cá sát này. Trắng trên đó hả? Đó. Cá sát đây còn bự ha. Bự hơn ở dưới cái ngã ba. Nó thấy thưa quá vậy. Quá trời người bủa mà. Cá sát ở đây bự hơn. Con một hả? Con một. Đó. Dứa hả? Quá. Cá dính đồi không à. Đó. Cháo. Cháo nữa hả? Phao được lại cũng ngon, cũng còn được, được. Chưa đến đổi à. Đây sâu dữ anh hai, sâu quá. Trên đây có một cái điểm rất là đặc biệt nha các bạn. Dành không có thấy cái cây lá dừa nước của mình. Vòng vòng khu vực mình đánh lưới nè. Không có thấy cái cây lá dừa nước nào hết á. Mà buổi chiều ghe xuồng người ta chạy thả lưới nè, trên đây rất là vui luôn. Chở cháu, chở lúa vậy đó. Một buổi chiều bình yên trên cù lao ông Hổ. Khúc lý đó dính được gần ký. Này trên này có 3 con à. Này quá chừng quá. Ừ. Chừng 20 chiếc ghe lưới gà thả. Mà người ta thả lưới chuyên dụng cái xác kìa anh ơi. Nó trên mặt nước á trọng. Ừ, dạo cục ngoảnh nè. Mình thả cái này giống như thả đụng vậy nè. Cho anh con cá sát. Bốn con. Bốn con. Một con nó mới đủ ăn.
Ông ấy chụp nhỉ ăn cá dù đẹp đi. Tình hình giăng lưới đây là thất rồi nha cả nhà. Nói chung anh em mình đi xa cũng muốn kiếm cá, muốn làm video hấp dẫn, nhưng mà đến đây sao thất quá. Trăm cây số mà lên đây đánh giăng lưới cá út này được có 4 cái xác với con dù đếm à. Quậy thiệt. Hy vọng cái giăng lưới bự này chúng rồi. Chụp vô đếm hả? Chào. Từ dưới nhà mình lên đây 100 cây số. Ừ. Con vô đếm ăn. Rồi chuyến này không ngoài mong đợi rồi. Ký không anh hai? Được ký hả? Đi có dính được rồi. Có dính được hả? Trời ơi. Bao nguyên khúc bè này hai tay lưới gần cây số. Không dính được nhiều cá. Cù lao ông hổ thất thủ rồi. Tối nay mình sẽ chạy đi chỗ khác. Trở về Long Xuyên. Chở Long Xuyên hả anh hai? Mình không có đậu mấy con chợ, đậu mấy bên này. À. Có chỗ nào phức phức không? Đậu mấy bên này là nó có gió. Ừ. Gió lạnh quá. Đi xa giống như mình nè. Đi xa view cảnh đẹp mà có cá. Đổi view vào nhà hoài mình đi mình chơi lớn mà không có trúng lớn. Đi mà yêu quá trời yêu rồi. Cắn lưới hả? Cái gì vậy? Cá sủng nó thôi. Đếm thì thật vô đếm vô đếm tưởng đâu không dính nữa chứ. Tưởng đâu nói tới sông lớn rồi không dính nữa chứ. Wow. Cá gần bè mập nè. Hồi sáng một gần hai thao này nè. Mà dắt này vậy đi. Kệ đi anh em có nhiều ăn nhiều anh ơi. Biết sao giờ. Hả? Có nấu chao đó. Có cá nấu chao hả? Ừ anh em thích thì ăn. Em gì cũng được. Chín nè ăn. Có ăn là được không? Ừ. Đừng bỏ đói em mà em quay phim không nổi nha. Đâu đói hết chứ nè. Nguyên một mấy anh em mà có nợ anh danh đấu. Nói chứ. Ủa? Trong thùng đá còn cái chục ký với chồng kìa. Dễ gì đâu được. Dễ gì đâu. Ôi quay kìa. Sủ hả? Đâu chồng? Im. Đâu? Im. Cô lý. Ai ký không? Ký à? Không tới hả? Được hai cái. Cái nè hả? Cái. Sủ ở gần bè sao mập. Sủ ở gần bè đáng lẽ. Đi chậm. Đánh đi. Anh nhớ mắt. Gần nè. Thấy được không? Khoan đục cũng ha. Wow. Hai em. Để đến hai gắn luôn đi. Có lấy.
sao mà thiếu nữa. Nhỏ nữa trời ơi. Hey, con lý con lý còn nữa không? Trọng nói là con không biết con gì mà hay thiệt. Ta sao vô đếm không vậy ta? Ủa được hú, cái này gọng sống rồi này. Cái này gọng sống không? Sao đục sống? Nhưng mà hồi xử mấy cái gai nữa đúng không? Đâu không cần hả? Ờ ký hoài hay ký vậy anh? Thu à. Thất rồi. Dầu đếm không à? Anh thả có không? À. Bứt phá khúc cuối rồi. Cù lao dung lên cù lao ông hổ. Ăn cá dồ. Ở dưới không có cá dồ. Thì đó. Nó em nói thiệt chứ em có nói chơi đâu. Cắn lưới nè. Cắn lưới kẹt thì ơi. Con gì đây? Trời ơi cắn cái cây. Hết hồn. Kìa. Cá cốc. Ui. Tới một chuyện rồi. Ôi, con cá cốc này nó dài nè. Con cá cốc này hồi sáng nó có khúc à. Không được 2 kg hả anh chồng? 7 kg 8. Nó còn sáng hả? Mà con sáng nó cục đòn hơn quên. Thấy đường chưa? Kiếp đã mà lưu lưới. Ủa gọng vậy nó mới sống đó hả anh hai? Wow. Đó giờ vậy đó hả? À đó, mình cộng mấy cái dầu này đi tới công chuyện nữa. Còn cái cốc này cộng đâu? Bỏ nó luôn chung luôn hả? Luôn con thằng đục có cá thấy có mùi sưng à. Đây có anh trai này, anh đi thả lưới nè cả nhà. Có không anh? Ủa còn cá sát hả? Đây cá sát. À lưới cá sát hả? Em cũng được 4 con nè. Cá sát. À lưới nhỏ á. Lưới bao màng á. Ủa có dòng cá sát nè. Có anh. Hết lưới luôn nha cả nhà. Giờ anh em mình về xuồng để chế biến món ăn rồi, nó bụng rồi. Cá lên ăn chào cho hả? Kìa. Ú kìa. Thấy con. Hai con thấy con. Hai con. Đủ nó cắn. cắn. Điên sĩ. Đầu. Tới công chuyện rồi. Giờ mình bắt đầu ốp nha cả nhà. Mình cho một miếng tỏi, miếng chả. Rồi ốp. Ồ, hai con cá rồi. Quá nhiều. Thao luôn. Chào. Cá trà nấu chào. Năm tháng, năm mấy rồi chứ? Năm mấy rồi. Rồi thêm một muỗng đường, một muỗng rưỡi đường nha cả nhà. Hai muỗng nè.
muỗng bột ngọt. Như này mình không xài muối nha cả nhà, chao nó đã mặn nên mình không xài muối. Mình trộn đều lên để cho nó thấm nha cả nhà. Rồi xả tỏi ớt vô mình xào nha cả nhà. Tối mà vậy cái mùi lên cho khoai môn vô. Cho nước dừa vô. Cái này đi quay cái chỗ nó ăn nó hơi chật cái nha. Nó đỡ một cái là khuất gió. Ừ. Nấu trong đây nè, cái bếp ga này thì nó nằm ở đây, khuất xuống đây à. Nhưng mà được cái nó khuất gió, mình nấu nó đỡ hao ga. Này thì thấy được có nửa cái nồi vậy. Giờ mình thả cá vô nghe cả nhà. Cho mình cá vô. Cái đầu nhé. Thả cá vô mình niêm. Tại mình không có bỏ chao vô cái nồi mà ấp chao bỏ cá cho mình nêm nếm lại em nó nồi lẩu á cho cá nó chín á. Trời vậy mày thử cái này nó đau bụng một cái ha. Tới đói luôn rồi, tới đói luôn rồi, tại vì sáng mình ăn con cử. Sáng nhà ăn con cử cơm mà đang rồi chạy lên đây luôn đó nghe. Có cơm chưa? Chờ à. Chờ mồi thôi. Chấm pha phê vậy. Ừ, anh đang nấu nước pha phê. Đó. Ăn chín xong. Ăn trên ngay đó, cù lao ông hổ nha. Ngay đầu cù lao ông hổ luôn nha cả nhà. Hôm nay mình đánh cá cặp mấy cái bè. À, cũng mang ở đây luôn. Mình chờ cho con nước dọc. Thì mình sẽ chia tay cù lao ông hổ. Để quay về chợ Long Xuyên. Chợ Long Xuyên hả anh Hai? Quay về chợ Long Xuyên đúng không? Ủa cái ngoài đó gì mà đèn chớp dữ vậy anh Hai? Lưới lưới nổi á. Lưới nổi hả? Lưới trăm mặt trăm hai á. À. Quét cái rảnh không? Này check in cù lao ủng hộ. Xong rồi. Ăn tối tại đây luôn. Tém một cái mỏ chảy. Mỏ mở không hả? Tới chưa anh Trần? Tới rồi. Không phức. Ôi con mở rồi nè. Cá này nó gần bè. Ừ. Với lại con cá này thịt nó cũng không được dẻ. Chỉ béo thôi. Nó ba xa. Nó vô đếm mà. Nó đếm nó cũng như ba xa vậy đó Trần. Thịt nó cũng không có dẻ không. Này mình chấm chao luôn. Chào. Đây à, nó là được cái trà sông á, cái trà dầu á nha. Ồ cái trà dầu hiếm mà. Cho qua đây xúc thế. Bữa cơm trên sông thứ hai. Phải lẻ bên đâu rồi. Lấy cái ly nữa tía. Đúng rồi, đúng rồi. Đầu cụ lao dung lên, đầu cụ lao hổ ăn hả? À. Đủ rồi. Cha cúng mà cộng cho quá trời gió quá trời ảnh hưởng bão mà không nhận càng đi lên càng lạnh á. Ừ. Sáng chạy lên 8 mấy 9 giờ lạnh nhíu mà nó không có gọi cái giò được. Anh chập ngon lạnh ngon lạnh ngon lạnh nè tiếp rồi cảm ơn con anh nha. Đậm rồi cảm ơn con. Con cái trong bếp này em ăn thịt anh chậm ơi. Thôi ăn đi nhé. Ăn thịt cho ăn thịt cho sáng ăn cái cốc rồi. Ủa quên mình đi
này cái giá đỡ ra. Dạ, cá này hồi nó mềm lắm. Hai mặt nhóm mời cả nhà uống rượu ăn lẩu chào với anh em mình nha. Gió lạnh lạnh ăn lẩu chào tới luôn giờ nè. Tới luôn hả? Uống gì cũng dùng mình. Làm cái này cái gì vậy này? Quất kẹo. Cà kia ghi biêu nè. Cảm giác nó gần cả năm chờ mới ăn lại nha anh ơi. Nó giòn. Béo. Cả năm trời mình mới ăn lại anh Trầm. Ăn lại được cảm giác nó ngon, nó béo. Giòn. Chào bé béo. Năm nay mình mới ăn lại đó. Mà không được ăn ở xứ nhà nó phải đi xa mới ăn được á Trầm. Trăm cây số mới có cá dầu đếm ăn. Xa mới có cá ăn. Này mấy năm rồi anh đánh nhiều lắm hả anh hai? Giác mấy chục con bao vậy gì mấy chục con. Nhưng mà ngâm nha. À. Ngâm như mình quýnh ở ngoài con trâu nha. Đó chắc có cái hàm lắm mới dành. Hàm lắm. Bữa, chắc đầy phân đục nhiều quá. Nó yếu cái dừa nước nó xình đó. Không. Không hụt gọng nó hết rồi anh gọng rồi anh phải cột ngoài thêm. Ừ. Tại vì hôm nay cái thời tiết là những cái chiều. Cái nãy này là hạ lưới cá dẫn với cá sát đó. Nay không có gì hết. Nãy giữ ghe á vậy. Dẫn với cái xác này cũng ít lợi luôn. Chứ hồi sáng như hồi chiều mình chạy đi kéo mấy lưới nhỏ. Mấy người ta thả cho lên là kéo là hồi năm rồi là ta gỡ không kịp. Nay cũng có gì. Gỡ là đâu kịp đâu, kéo lên chùm hai ba con mà cá dẫn. Nãy anh kia có được có 5 con à. Cá xác hả nhỉ? Cá dẫn. Bự không? Bên kia cũng được 5 cái xác đó. Thân mình được con. Còn bốn ngón tay, 5 ngón tay mà. Càng ngày ra bắt càng nhiều. Đúng rồi. Với hai nữa số lượng nhiều khi nó càng ngày càng hao hụt càng giảm nữa. Nó lượng cá ngày ít lắm chồng. Cái nguồn trên nó xuống ít đó nha. Số lượng cá càng ngày càng giảm. Nhưng hôm nay thời tiết khác. Hôm nay bắt quá trời bắt. Tôi bắt quá. Phải năm rồi mà được đi với anh hai ha. Năm rồi đi được cá nhiều. Năm rồi quýnh một ngày anh quýnh mấy giác lưới ở đây anh hai? Hai quýnh đây giác rồi chạy lên trên gạch cọc đó giác. Hai giác lưới được nhiêu ký cá? Cá cháo hai giác lưới khoảng 40 ký. 40 ký hả? Còn cá thủ thì ít quá trời ạ. Còn cá cóc này dưới cá dù đếm là hai giác hai mấy con. Nghe nói là đi hàm mới nhanh. Hai mấy con mấy chục ký á. Vô trong qua bên chợ này nè, cân không hết, mới chạy lên chợ gạch cọc chẳng cân cái nữa. Đi cân hai chỗ, mình cá cân hai chỗ. Nó cân hết. Nhiều quá ha. Ở đây lên cá chủ thì nó thưa con hai con, nhưng mà nó dính thì năm rồi dính con 4-5 ký. Chảnh dính nó bụi. Chợ trên này chắc lên chắc cá cá dòm nó ấp nổi luôn rồi cha. Bị gốc mà bán cái kĩa anh hai, cá cha bán đây á. Cá vụ đếm này cân 60.000 ký nè. Vậy đó hả? Nó bự là cũng như 700-800 gram là cũng cân luôn. Cân sâu luôn à. Béo ngon tới béo luôn hả? Béo nhưng rồi cái ham còn cá cháo là con ký mấy, nhưng con 2 ký 2 ký ngoài cũng có. Cá cháo có giá không anh hai? Cháo có tha 20-25 ký. Rẻ giá thì mấy 2 ký bán 1 ký đường dậu nhiều quá rồi không móp chứa đâu hết đâu. Đánh cá mà bán không có giá thấy nhanh. Như anh đi
tháng hai tháng anh mới về một lần, tụi thùng hốt chứ chứ được. Mình gần về mình hả đem, muốn đem về gần về mình hả đem về chứ đâu có đâu có chứa mà tới đi tới về đâu chứa nổi. Đi lên đây là đi một vài tháng mấy bữa về sao mà đâu có tiền vòng á nha. Nhưng mình hả cá tài dính con 5-7 kg mua cái con 40-50 ngàn gì mà tính từ ngày qua nay mà không có cái cày chắc. Thấy cái cày tôi mất luôn, cái cày nó trên này con bự bự mà hay là nó ở ngoài sâu á, hai cá cóc lên dịch ăn cá cóc cả nó ở ngoài sâu quá muốn gì sao cái thường thường bao bài là nó dính. Đây có thể là một cái chuyến anh em mình đi sau này làm kỷ niệm luôn á cả nhà. Trời, nhìn đi ra nhìn thấy mấy cái cảnh mà đẹp đẹp ha. Quay view quá trời view luôn. Sông mát mẻ. Cảnh đẹp nên thơ. Cảnh đẹp nên thơ. Gió, gió thì lạnh mà cá thì thắt. Có ngủ ấm không? Không ngủ là ấm á. Sáng vô thật kìa, xanh luôn trời. Nhớ ra vô xin chạnh. Lạnh. Vô. Vô. Trăm nha. 80 cao. 80 thôi hả? Làm đi cà phê trên sông nó đã. Có điều hơi lạnh. Thì anh em mình ngày hôm nay là ngày thứ hai nha cả nhà. Thì mình đang ở đầu cù lao ông Hổ đó, thuộc huyện Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì anh xin thay mặt tất cả anh em mình xin dừng tập 2 tại đây nghe cả nhà. Cái chuyến thử thách săn bắt và du lịch miền Tây á, thì mình sẽ đi giáp vòng những cái điểm đánh của anh hai nè, có thể là Cần Thơ, có thể là Đồng Tháp. Cả nhà đón xem những cái tập tiếp theo của anh em mình nha. Coi anh em mình có thu phục được cái gì nhiều nhiều không biết. Chứ hai giác lưới này, giác lưới hồi tập đầu tiên á thì cũng có nhiều cá thiệt, nhưng mà cá nó không được bự vô lắm, coi cũng chưa có bắt mắt. Còn cái giác lưới thứ hai này thì nói chung thì mình dính cũng ít cá thôi, nói chung mà ít bự, mình không có nhiều, bự mà nó không có nhiều đó. Thì bây giờ thì xong cái này anh em mình sẽ chạy về Long Xuyên đúng không anh ơi? Chợ Long Xuyên hả? À, thì anh em mình sẽ chạy về chợ Long Xuyên để sáng ngày mai anh em mình tiếp tục để đi bổ lưới nữa nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở tập 3 của series săn bắt và du lịch miền Tây nha. Bye bye.